Chào các anh em đang xem miền Tây Sola. Nay là tối ngày thứ ngày thứ thứ năm anh em, ngày 15 tháng 12 2022. hai à, cũng à, giữa tháng 12 rồi anh em, sắp tới Noel rồi ha. À, sắp tới vô số những cái kỳ lễ lộc à, sắp đến nha mọi người. À, chúc anh em có những cái ngày lễ à, Noel ha. Rồi những ngày Tết cổ truyền à, vui vẻ nha. Thì à, tối nay mình lại lên đơn ha mình nhắc lại bữa nay là tối ngày thứ năm ngày 15 tháng 12 2022 mình đang lên đơn cho chị Thoa chị Thoa nhắn tin mình trên điện thoại Zalo và lấy hai cái 68100 cùng ba cái ZDT 100 anh em thì trong mấy ngày vừa qua đó thì 68100 với lại ZDT 100 mọi người nó có duyên với nhau có nghĩa là các anh em đều mua 68100 và ZDT 100 chung với nhau nè chung với nhau đây thì chị Tho liên hệ nhưng mà người nhận là anh Phan Văn Quý Ở 239 Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long, à, tỉnh Vĩnh Long Thì cảm ơn chị Tho với anh Quý rất là nhiều Thì à, 68100 Đèn bàn chải rời thể 100W à, Giá thị trường 1 triệu 2 mấy chục á Mình đang khuyến mãi à, trên kênh mình là 800 ngàn nha mọi người Ha, 800 ngàn Thân nhôn nguyên khối nha phí vận chuyển thì... À, anh em trả giúp mình ha ví dụ như hai cái đèn 68100 này với vận chuyển khoảng vài mươi ngàn còn ba cái GDT trong đó mình sẽ gói riêng phí vận chuyển khoảng 35 đến 50 ngàn nữa nha đó thì uh, anh em trả phí vận chuyển giúp mình mình trả không nổi nha mọi người tại vì mình bán ra rất là rẻ rồi uh, với lại phí vận chuyển giữa mình với bưu điện có cái gói vận chuyển vip mọi người cho nên là phí vận chuyển rất là rẻ mọi người an tâm ha ba cái tên trong đó gói thành một cục nhưng mà phí vận chuyển khoảng chừng 35 đến 50.000 là tối đa nha. Còn hai cái 6 mò 68100 này thì phí vận chuyển có thể hơn 50.000 một chút lý do là tại vì hai cái thùng này bự lắm mọi người. À, anh em thấy hai cái thùng này đó không? Đó là 68100 ha. Thì à, hồi sáng này có anh kia anh gọi cho mình ảnh à, anh hỏi mình về bàn chải đèn bàn chải mà 200W. Mà nói chung là à, các anh em vẫn hỏi mình theo kiểu cũ mọi người, có nghĩa là à, hỏi cái watt chứ không chịu hỏi cái cấu hình có nghĩa là anh có ảnh hỏi mình là có bàn chải solar line uh, 200w không mình mới giới thiệu với ảnh ờ ừ, mình có chứ à, uh, 68100 hay uh, 68200 nè 68200 giá triệu mốt mọi người rồi uh, à, l200 rồi uh, 200 nêu này kia đó thì mình quảng cáo cho ảnh thì ảnh uh, mới nói là uh, 200w nha và um, uh, solar light nha có nghĩa là đèn phải 200w và hiệu là phải solar light thì hai cái đó đều là sai lầm hết mọi người cái thứ nhất á, là ta mua đèn năng lượng ta không căn cứ vào watt nha anh em không căn cứ vào watt cái thứ hai nữa là ta không có cái thương hiệu đèn năng lượng nào mà là thương hiệu solar light hết anh em cái chữ solar light là gì solar là cái tấm pin quang năng đúng không còn light là ánh sáng ánh sáng từ tấm pin quang năng ánh sáng từ tấm quang năng đúng không Đó, vậy thì nó câu có ý nghĩa gì đâu đâu có cái công ty đèn năng lượng nào mà tên là solar light anh em đó solar light cái chữ này nè chữ solar nè mọi người đâu có cái công ty nào có cái tên đó đâu phải không vậy thì anh em thấy là khi mua đèn năng lượng chúng ta cần phải có cái thương hiệu ví dụ như vt nè ví dụ như xenon nè như mk nè ví dụ jd nè ví dụ như là lưu carbon nè ha ví dụ như là điện quang nè đó thì những cái thương hiệu như vậy chứ không phải là chữ solar light mọi người anh em cứ căn cứ vào cái chữ đó, đó anh hỏi mình là có đèn bàn chải 200 trăm watt solar hay không đó thì mình báo tùm lum la hết thì ảnh mới nói cho mình đó là đèn bạn ảnh báo là solar light nó có 700 mấy ăn bộ à sao mình báo cái của mình 68200 tới 1 triệu mốt anh nói có 700 mấy ăn bộ à. mình mới hỏi ảnh là cái cấu hình nó như thế nào anh anh có thể cho em coi cái đèn nó được không thì ảnh lại không trả lời mình nói chung nó như vậy nè mọi người anh em có thể thấy một cái đèn solar light nào đó đóng 400 w luôn mà giá có 700 ngàn bộ thôi đó bàn chải này luôn rồi thể luôn ha Đóng 400 w luôn mọi người 700 mấy ngàn bộ Mọi người nếu mà coi không kỹ cấu hình Anh em mua cái đó về đi Nếu mà anh em mua cái đó về Mà nó qua được cái 100 w này của mình á là mình tặng không cái 100W này của mình cho anh em luôn ha Mình đảm bảo với mọi người luôn Có nghĩa là anh em thấy cái 200W Anh em nghĩ là lớn hơn cái 100W này Không phải đâu nha Mua đèn phải căn cứ vào cấu hình của đèn Chứ không phải là quát quát này nha anh em Cái quát này là mình thấy nó không có đúng nha Đấy không có đúng có rất là nhiều loại đèn đóng 3 400 w mà cuối cùng nó bé xíu mọi người bé xíu tấm pin của nó cũng bé xíu cho nên anh em mua căn cứ vào cấu hình cho nên mình luôn luôn video nào mình cũng nói với mọi người là cấu hình ví dụ như cấu hình tấm pin này đi tấm pin này nhiều quá nè tấm pin là quan trọng nhất nha năng lượng nó tạo ra từ đây mà cái tấm pin 25 w này rồi tiếp theo mới là bộ pin lưu trữ bộ pin lưu trữ 20 mươi này 200 trăm con ếch d năm bảy này thân bằng nhôm nguyên khối này đó là những cái chi tiết quan trọng nhất khi mà ta mua cái đèn nha mọi người Chứ không phải là watt-watt với lại solar light Cái chữ solar light không có ý nghĩa gì hết nha Và cái watt, thậm chí cái watt cũng không có ý nghĩa gì luôn Đấy cho nên mọi người nhớ rút kinh nghiệm đó giùm mình nha Như cái đèn GT 100W này nè Thực chất cái đèn này có được 100W không? Không có được 100W nha anh em Đèn này cũng không đủ 100W nữa. Nhưng mà mình vẫn bán cái đèn này Lý do tại sao? Mình thấy nó không đúng 100W đó Nó cũng xạo xạo đó nó... Nhưng mà hàng này là Zinian chính hãng nha Đóng 100 quá là cũng hơi xào xạo đó Nhưng mà được cái gì mọi người Giá có 450 một bộ à Cấu hình của nó so với 450 là còn ngon lắm mọi người Thấy không Cho nên mình mới bán Chứ ví dụ như cái đèn này nó đóng uh, 500W đi Mà bán 4, bán ra 450 phải không Mình vẫn bán Đó có nghĩa là mình căn cứ vào cấu hình Chứ mình không căn cứ vào cái watt của nó Đấy đóng nhiều kệ nữa cái đó là chỉ là tên gọi thôi nha Quan trọng ta là cái cấu hình của đèn nha anh em cái tên trăm quát này nè tấm pin 10 w nè bộ pin 10 ampe nè 132 con 2835 ha. Thân nhựa nguyên khối hết. Đây, nhựa nguyên khối này. Đấy, có Zinian chính hãng có chữ đàng hoàng nha. Đấy thì uh, nếu anh em mà mà đem uh, một cái đèn 200W mà anh em so sánh với một cái đèn này đi, 68100 này đi. Đó thì để cầm cái đó tới đây xem cái nó có qua được cái 100W này hay không nha. Ví dụ như cái đèn bàn chải mà mà rời thể có 369 mọi người, 369 là chỉ có 100W thôi nhưng mà ánh sáng của nó còn hơn mấy cái đèn mà 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 đóng hai ba trăm nữa nha anh em ha đấy ta nên căn cứ vào cấu hình giúp mình thôi bây giờ mình sẽ tiến hành mình test ha ở đây chị thoa lấy tới năm cái đèn anh quý ha anh quý lấy tới năm cái đèn luôn mình test mấy cái t trăm này trước nha đây để hai cái dưới đây nè sáng ok không đó đây rồi mối thứ nhất rồi mối thứ hai đó, remote thứ ba thấy không? Cả ba remote nó đều hoạt động ok. Đấy. Đấy. cho nên là anh em nào uh, uh, mua hàng thì nhớ cẩn thận coi uh, đèn đó thương hiệu là gì và nó có cấu hình như thế nào nha. Đó, còn uh, bây giờ mình sẽ test cái bên đây là cái uh, 68100 đang khuyến mãi 800 000 bộ nè. mình đang sạc ha mình rút ra là nó cháy cầm lên cho mọi người xem về độ sáng của nó đấy ngoài cấu hình ra mọi người có thể tham khảo kỹ hơn về độ sáng nha chứ à, à, nó đóng hai ba trăm w mà nó tối thui nó mờ mờ thì cũng như không mọi người nha đây ánh sáng gì có phải là là hợp lý không anh em đấy hàng đang khuyến mãi cho nên giá có 800 chứ cái đèn này một triệu hai năm nha mọi người Ở mình bán bán 800 thôi thì nó còn cái loại 200W là 868200 giá 1 triệu 1, với 68400 giá 1 triệu 3 nha. Cả ba cái này giá đều đang rẻ hết nha anh em. Bạn nào có nhu cầu sắm Tết thì cứ mạnh tay ha. Chứ sau này là khó có thể nào mà có được à, cái giá như thế này một lần nữa nha mọi người. Phải nói là khó, khó có giá như thế này. Hiện tại mình đang được công ty trợ giá rất là nhiều. Cho nên bán cho anh em giá rất là hấp dẫn luôn ha. mình xin kết thúc video nha. Cảm ơn anh anh Trí với anh Quý chứ. Anh Quý với chị Thoa đã ủng hộ năm cái đèn bên mình tối nay nha. Rồi xin chào anh em, hẹn gặp mọi người những video lần sau.